Các bé ơi, hôm nay hãy cùng nhau khám phá tên gọi các đồ vật trong gia đình nhé. Ngôi nhà. Ngôi nhà. Mái nhà. Mái nhà. Cửa sổ. Cửa sổ. Phòng tắm. Phòng khách. Phòng ngủ. Phòng bếp. Nhà để xe. Gara ô tô. Phòng khách. Phòng khách. Ghế sofa. Ghế sofa. Kệ tủ. Kệ tủ. Đèn cây. Đèn cây. Ghế tựa. Ghế tựa. Đèn bàn. Đèn bàn. Cây cảnh trong nhà. Cây cảnh trong nhà. Tivi. Tivi. Chiếc bàn. Chiếc bàn. Chiếc ghế. Chiếc ghế. Phòng bếp. Phòng bếp. Tủ lạnh. Tủ lạnh. Ấm đun nước. Ấm đun nước. Máy giặt. Máy giặt. Lò nướng. Lò nướng. Máy pha cà phê. Máy pha cà phê. Lò vi sóng. Lò vi sóng. Nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Máy nướng bánh mì. Máy nướng bánh mì. Máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố. Bếp ga. Bếp ga. Máy đánh trứng. Máy đánh trứng. Chổi quét nhà. Chổi quét nhà. Chổi lau nhà. Chổi lau nhà. Máy hút bụi. Máy hút bụi. Phòng ngủ. Phòng ngủ. Chiếc giường. Chiếc giường. Tủ quần áo. Tủ quần áo. Quạt cây. Quạt cây. Điều hòa. Máy lạnh.
Điều hòa, máy lạnh, tủ ngăn kéo, tủ ngăn kéo, rèm cửa, rèm cửa, phòng tắm, phòng tắm. Bồn cầu, bồn cầu. Bồn tắm, bồn tắm. Bồn rửa mặt, bồn rửa mặt. Vòi hoa sen, vòi hoa sen. Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng. Máy sấy tóc, máy sấy tóc. Chiếc lược, chiếc lược. Chiếc gương, chiếc gương. Khăn tắm, khăn tắm. Bé ơi, hãy cùng nhau trả lời các câu đố về vật dụng trong gia đình nhé. Nồi cơm điện nằm ở đâu? Đây chính là nồi cơm điện. Máy đánh trứng nằm ở đâu? Đây chính là máy đánh trứng. Chiếc chổi lau nhà nằm ở đâu? Đây chính là chổi lau nhà. Chiếc bàn nằm ở đâu? Đây chính là chiếc bàn. Bàn chải đánh răng nằm ở đâu? Đây chính là bàn chải đánh răng. Chậu cây cảnh nằm ở đâu? Đây chính là hai chậu cây cảnh. Hãy like và nhấn subscribe để theo dõi kênh với nhiều nội dung hơn nhé.